à, về danh Hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện ăn Tại nghe áp về Cô Hoa thân mến chào tất cả các con Rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay Tiếp tục chủ điểm mỗi người một vẻ Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 2 Làm việc thật là vui Sách giáo khoa trang 29 Rất dễ thôi nhưng cần sự tập trung của các con đấy Do vậy, bây giờ chúng mình hãy ngồi học thật đẹp để cô trò mình có một buổi học thật là hiệu quả nhé. Đầu tiên, cô mời các con đến với bài tập số 1, nghe viết làm việc thật là vui. Trước hết, chúng mình hãy quan sát lên màn hình và lắng nghe cô Hoa đọc mẫu. Làm việc thật là vui. Bé làm bài, bé đi học, học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em. Bé cũng luôn luôn bận rộn mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp cũng vui như vậy trong bài tập này chúng mình hãy lắng nghe giáo viên đọc ba câu văn để viết vào vở của mình chúng mình cũng lưu ý trong bài có một số từ khó như quét nhà nhặt rau bận rộn và nhộn nhịp chúng mình hãy mở vở ô ly và viết thật đẹp cho cô hoa nhé còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập thứ hai điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. À, đây là một bài tập rất dễ đúng không nào? Nhiệm vụ của các con là hãy quan sát vào cột thứ ba, tên chữ cái để có thể viết đúng chữ cái vào bảng ở cột thứ hai. Chỗ trống cần điền đầu tiên là số thứ tự thứ 20. Cô có tên chữ cái là P, vậy chúng mình sẽ điền chữ P. Tiếp theo, số thứ tự thứ 22, cô có tên chữ cái là R. Vậy chúng mình sẽ viết như thế nào? À, chúng mình sẽ viết chữ R. Tiếp theo, chúng ta có tên chữ cái ở số thứ tự thứ 23 là SC. Vậy chúng mình sẽ viết như thế nào nhỉ? À, các con rất là giỏi. Chúng mình sẽ viết chữ S. Số thứ tự thứ 24, cô có tên chữ cái là T. Vậy chúng mình sẽ viết như sau chữ tờ. Tiếp theo, cô có tên chữ cái là u, vậy chúng mình sẽ viết chữ u. Số thứ tự thứ 26, chúng mình có tên chữ cái là ư, vậy chúng mình sẽ viết chữ ư. Số thứ tự thứ 27, cô có tên chữ cái là v. Bạn nào giỏi có thể cho cô biết chúng mình sẽ viết chữ gì vào ô trống này? À, các con rất là giỏi chúng mình sẽ viết chữ V. Và chỗ trống cuối cùng, cô có tên chữ cái là Y dài, vậy chúng mình sẽ viết chữ Y. Vậy là vừa rồi chúng mình đã hoàn thành các chữ cái lần lượt là P, Q, R, R, T, U, Ư, V, S và Y. Trong bài tập vừa rồi, các con đã điền đúng bao nhiêu chỗ trống? hãy chia sẻ cho cô Hoa biết nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập số 3. Điền vào chỗ trống A, à, chữ S hoặc chữ S. Chia sẻ hay chia sẻ? À, chúng mình sẽ điền chia sẻ chữ S. Tiếp theo, cô đố các con biết chúng mình sẽ điền sung phong hay là sung phong? à các con rất là giỏi chúng mình sẽ điền sung phong và chữ sờ từ cuối cùng các con hãy cho cô hoa biết chúng mình điền chữ gì à chắc chắn rồi chúng mình sẽ điền chữ sờ và chúng mình có từ sum họp ý b điền vần N hoặc vần en từ đầu tiên. Các con điền vần gì nhỉ? À, cô khen bạn nào đã có đáp án là vần em. Đó là một đáp án vô cùng chính xác. Chúng ta sẽ có từ ngữ là áo len. Tiếp theo, các con hãy cho cô biết chúng mình sẽ điền vần gì vào từ này nhỉ? À, đúng rồi. Chúng mình sẽ điền vần em. Chúng mình sẽ có từ ngữ là cái kẻng và cuối cùng là một từ rất là dễ. Cô đố các con biết, chúng mình sẽ điền vần gì? À, chúng mình sẽ điền vần em để có từ dế mèn. Cô khen các con đã hoàn thành tốt bài tập số 3. Không để các con chờ lâu hơn nữa, chúng mình sẽ tiếp tục thực hiện bài tập số 4. Các con hãy tiến lên phía trước nhé. Bài 4, gạch dưới từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau. A. À, bạn học, bạn bè, kết bạn và bạn thân. B. chạy bộ, bơi lội, tốt bụng và múa hát. Theo các con, trong nhóm A, đâu là từ ngữ không cùng nhóm với các từ ngữ còn lại? Cô Hoa khen bạn nào đã gạch chân vào từ ngữ kết bạn, vì kết bạn là một từ ngữ không cùng nhóm với các từ ngữ còn lại trong các từ ngữ bạn học bạn bè kết bạn và bạn thân chỉ có duy nhất từ kết bạn là từ ngữ chỉ hoạt động còn ba từ ngữ còn lại là từ ngữ chỉ người tiếp theo ở nhóm b chúng mình có chạy bộ bơi lội múa hát là các từ chỉ hoạt động còn tốt bụng là từ ngữ chỉ tính cách chính vì vậy chúng mình sẽ gạch chân vào từ ngữ tốt bụng nhé Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu bài tập số 5 cùng với cô Hoa. Yêu cầu của bài tập số 5 như sau. Chọn từ ngữ ở bài tập 4 rồi điến vào chỗ trống. À, vậy là bài tập này trước hết các con hãy liệt kê các từ ngữ ở bài tập 4. Đúng rồi, trong bài tập 4 có các từ ngữ là bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân, chạy bộ, bơi lội, tốt bụng và múa hát. Nhiệm vụ của các con bây giờ là hãy chọn các từ ngữ để điền vào chỗ trống. Trước hết, chúng mình hãy dừng video lại để lựa chọn các từ ngữ cho cô Hoa. Sau đó, cô sẽ chữa bài cho các con. À, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án ở bài tập 5 nhé. Chỗ trống đầu tiên, các con điền từ ngữ là gì? Cô Hoa sẽ điền từ ngữ đầu tiên là bạn thân. Chúng mình sẽ có câu như sau. An và Bích là đôi bạn thân. Chỗ trống thứ hai, cô Hòa sẽ điền từ chạy bộ. Cô Hòa sẽ có câu cuối tuần hai bạn thường chạy bộ quanh công viên. Và chỗ trống cuối cùng, cô Hòa điền từ bơi lội. Có bạn nào có kết quả giống với cô Hòa không nhỉ? Cô Hòa sẽ có câu như sau. Mùa hè, hai bạn cùng nhau tham gia câu lạc bộ bơi lội. Cô khen các con đã hoàn thành xuất sắc bài tập số 5. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 6. Viết 1 đến 2 câu về một việc em thích làm trong ngày nghỉ cuối tuần. À, trong bài tập này, cô Hoa tin các con sẽ làm được những câu rất là hay nói về việc làm mà các con thích trong ngày nghỉ cuối tuần đấy trên màn hình là bài tập mẫu của cô. Trong ngày nghỉ cuối tuần, em thích nhất là đọc sách cùng em gái. Đọc sách không những giúp em thư giãn sau một tuần học tập, mà còn giúp em có những kiến thức hay và bổ ích. Các con có những bài làm nào hay, hãy chia sẻ cho cô Hòa và các bạn được biết nhé. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với bài tập số 7, viết lời cảm ơn của em trong từng trường hợp sau. A, bạn cho mượn bút. B, bà tặng em một quyển truyện tranh rất đẹp. À, khi bạn cho con mượn bút thì con sẽ cảm ơn như thế nào nhỉ? Có rất nhiều câu nói để cảm ơn đúng không nào? Nếu bạn cô Hoa cho cô Hoa mượn bút thì cô Hoa sẽ nói như sau. Cậu tốt bụng quá, tớ cảm ơn cậu nhiều. Còn khi được bà tặng một quyển truyện rất đẹp, thì các con sẽ cảm ơn bà như thế nào? À, chúng ta có thể nói là cảm ơn bà đã tặng con một quyển truyện tranh rất đẹp ạ. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 8. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc được một bài thơ về trẻ em. Vậy chúng mình sẽ chọn một bài thơ về trẻ em mà các con thích rồi điến những thông tin vào phiếu phiếu đọc sách này yêu cầu những thông tin sau thứ nhất tên bài thơ thứ hai tên tác giả và thứ ba là khổ thơ em thích ví dụ các con đọc bài thơ em yêu ông mặt trời tác giả của bài thơ là đình thì hiển và khổ thơ yêu thích ở đây sẽ là em yêu ông mặt trời ông tỏa sáng nơi nơi cho mầm xanh sự sống cho chim trời ca vui. Các con còn có những bài đọc nào hay nữa, hãy chia sẻ đến cô Hoa và các bạn nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập cuối cùng. Vẽ một đồ vật hoặc con vật được nhắc đến trong bài Làm việc thật là vui, đặt tên cho bức vẽ. Bạn nào giỏi có thể cho cô Hoa biết trong bài có nhắc đến những đồ vật và con vật nào? A à, trong bài có nhắc đến những đồ vật và con vật như sau. Cái đồng hồ, con gà trống, con tu hú, chim, thỏ và bò. Bây giờ, các con hãy vẽ một đồ vật hoặc con vật, sau đó hãy đặt tên cho bức vẽ nhé. Trên đây là bức vẽ mẫu mà cô đã siêu tầm. Cô mời các con cùng tham khảo. bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe vào video bài giảng của cô Hoa. Hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách